Kính thưa tất cả chú quý vị đạo tăng cùng ban tín đồ Phật giáo hòa hảo, hôm nay nhân dịp cầu về đây để thăm quê làng ở đây, mong tất cả toàn thể chung anh em đồng đạo bổn đạo của đức ngài Bửu Sơn Kỳ Hương Đức Quỳnh giáo chủ ở đây. Đức cậu là gì? Đức cậu ở trong bộ máy vô hình của các cấp bậc thiên liêng nơi cõi trời người. Đức thầy ở đâu? Đức thầy có với chúng ta, còn ở lại với chúng ta chứ ở đâu xa? Xin kính mong tất cả chư quý vị đạo tâm cùng ban tín đồ Phật giáo hằng như một quyết chí tu hành để trở về Phật pháp. Hôm nay trở lại quê làng để thăm lại quê xưa cảnh cũ. Mà từ buổi trước các ngài và các đẳng cấp có rơi rớt và chân dẫm nơi đây, vì lẽ đó cho nên hôm nay cậu để noi giống, để tạo dựng lại một nguồn sự sống cho đồng bào bá gia bá tánh bổn đạo đồng đạo, không có riêng rẽ và không chia phe rẽ phái, hòa nhịp thở chung để trở về cõi Phật. Nhưng vô số ít người vô phước nhất không hiểu được, còn chấp ngã cân phân, còn chia phe rẽ phái, làm một nỗi niềm phá vỡ bộ máy thiên cơ của trời đất của đức ngài, làm mất trật tự an ninh trị an, đường lối sai lý pháp của ngài, chính pháp không có. Cho nên vì sự đó quán trách giận buồn chia rẽ thì làm sao chúng ta được trở về nó cõi tỉnh. Thì ngày hôm nay cầu về đây để phối hợp tất cả các đẳng cấp của các ngài và lực lượng của đức thầy để thăm quý vị, hay là để soi rọi, để tìm hiểu, để thanh tra lọc lược quý vị, có quý vị hiện giờ này mức tiến quý vị đã đến đâu rồi, trình độ học vấn và tiêu chuẩn quý vị có được về hay không. Vì ngài dự thính buổi Long Hoa hội, ngài gần mở hội trường rồi mà tất cả quý trò lê thê chỉnh mạng quá thì làm sao được. Vì lẽ đó cho nên hôm nay mong tất cả đồng đạo bổn đạo hồi phục khôi phục lại đi, quán tâm tưởng nhớ lại đi, mình đã mất mát nhiều quá rồi. Lịch sử nêu lên danh tự của các bậc đại hùng anh hùng thời trước, bây giờ tên còn để, bản còn ghi, đồ còn vẽ, quý vị cứ hiện thực học hỏi theo đi và kiểm điểm là mình coi có sai trật điều gì chăng. Trong một phút giây bị chi phối tinh thần, linh hồn tư tưởng mình có lọt vào những địa ám âm mưu nào chăng, hay bị trôi theo dòng suối trần này, kiểm điểm lại rồi khôi phục lại giác ngộ để một phút giây chúng ta đi về. Chứ hình như tất cả đều tan rã hàng ngũ, cũng do nơi cầu có sang trọng trưởng giả, lý thú hứng thú với cuộc đời này, quyển hoặc say mê rồi cũng phải mất thôi. Hành giả, độc giả, thuyết giả, cậu đã có nhiều lời, bao nhiêu năm tá trần, bao nhiêu kiếp tái sanh, để quá quá sanh sanh, cố cảnh chúng sinh niết bàn trở lại Phật pháp an nhiên. Lòng từ bi của Đức Phật cao đẹp hơn vàng ngọc châu báu, Phật pháp vô biên thần thông quảng đại, cứu vạn sanh linh, cứu tất cả chúng sanh đi trở về cõi Phật. Sao đến cõi ta bà hôn mê trực bẩn này mà tại sao chúng sanh không ngỏ ý hầu kề cùng ngài để lập gì, để còn tồn tại hội Long Hoa? Chúng ta là người trời mà làm gì cũng được cả, tại ngược lại ý trời phải đọa khổ mình năm muôn kiếp đó. Vậy hôm nay xin kính mong tất cả chư quý vị trong một buổi này, quý vị nên dùng tư tưởng mật niệm kín đáo, phút giây an lạc thành tựu đạo quả trực giảng Tây Phương. Mong tất cả chú quý vị phải có thành đạt liền trong tay, không để sai chạy một phút nào. Cậu về đây để nung nấu tinh thần cho quý vị đó, để góp ý, để đắp lũy xây thành. Quý vị cần phải có một viên gạch để cùng cậu chứ. Chúng ta làm việc trong bộ máy cơ quan cứu thế hôm nay phải cố gắng như thế nào? Mình nghĩ là mình đi thấy mình chưa, được chưa, mình thương mình chưa, thì bao nhiêu đó cộng lại với sự việc vừa rồi quý vị thấy như thế nào, và bước tiến tới đây, phương hướng tới đây như thế nào? Chậm trễ quá, trí tuệ tư tưởng của quý vị và dòng nước mắt của quý vị, những huyết mạch máu của quý vị đã chảy trôi theo dòng suối trực bẩn này nhiều quá rồi, không ngược về với Phật được. Vì Đức Phật ngài đâu có cái gì, ngài có mà không có, còn mình có mà không có. Cho nên vì sự đó cậu mong muốn tất cả quý vị ngày hôm nay được sự nung nấu tinh thần đào tạo, nắng đúc quý vị để trở lại trưởng thành một người đạo quả, để trả ơn cho đức thầy, đức cậu và các bậc tiền bối khi xưa trở lại để cứu giúp ta trong buổi hạ hội.
Quý vị có biết cái bụi ngôn tàng này quý vị đã lọt vào đâu chưa? Ở đâu bây giờ quý vị ở địa phận nào? Quý vị dám trả lời cho cậu biết hay không? Địa phận nào quý vị phải biết rằng quý vị sẽ lọt vào ở cửa nào rồi thì chết rồi. Quý vị có biết chăng? Mình đang lọt vào cửa khẩu của địa ngục Atula đó. Nó sẽ giam hãm mình, nó nhốt mình, nó để tri tố mình ra tòa chết thôi. Vì là đó cho nên cậu muốn đem tất cả dạng sanh linh để trở lại cõi tịnh nhàn án, để trở về Phật Pháp. Cho nên hôm nay ngắn ngủi đôi lời, đáng lẽ giờ này cậu đâu có cãi lĩnh thiên điều nữa, chấp hành mọi lực lệ của Phật Pháp điều nghiêng, thấm thoát ngày qua tháng lại. Bữa nay giờ này là giờ nào cậu còn ngồi lãng giảng, đẩy ra thơ bút lý, đẩy cầu về Phật Pháp hay giảng tình xa xưa? Đồng đạo có thương cậu không vậy? Có mến cậu không vậy? Có chút tâm tư với thầy mình không vậy? Thì phải dâng hiến cả cuộc đời tâm liên quan đến Phật Pháp. Phải bỏ cuộc si mê ảo tưởng chốn hồng trần để trở về ngồi gần Phật Pháp. Bụi ngôn tàng rắn kết nạp hồn thân. Cầu xuống đây để mượn tá phúc trần. Cây đại đạo ngày gần tua nở lá. Đồng đạo, hôm nay trong rừng sữa tá nương tầm bá, để giải muộn sầu nơi biển cả sông mê. Cậu đến đây chút nữa cậu về, về cực lạc hay về cõi bồ đề an vị trí? Đồng đạo, tất cả chúng sinh có biết không, cậu mang pháp tâm quyền bi, cậu đi khắp cả thế gian này trong thế kỷ 20. Buồn thay tất cả mọi người, tiền muôn bạc lớn nhưng phước dư không còn. Biết sự khổ chứ cậu mới về nó ngẩn trốn. Cậu trở lại sơn bồng gắn quy bổn diệt tha. Về đi ba tánh trần gia, về đi bổn đạo của ta nay còn. Ráng cố gắng giữ lòng xót nhất một, ai khôn ngoan bám chút Phật thần tiên, để sao qua hội trần miên minh còn tồn tại điều điếm gặp thầy. Biết sự khổ số cảnh này không lẫn mất, còn say mê cảnh vật làm chi, biết đời nay khổ gian nguy thì đã siêu thoát từng khí nhẹ nhàng. Để làm chi cho nghiệp lực buộc ràng, để cho thế hệ hãn tàn hãy sâu. Hôm nay qua hội ngày nào, Nam phương mà cậu nhắc đồng bào ráng nghe. Thấy sự khổ, cậu sợ e không tránh khỏi, màn trời kia mây khói phủ mầm. Cả chúng sanh sâu quá lạc lầm, chưa hiểu được thầm thâm di diệu. Đã kết thúc đời rồi cam chịu, cậu về rồi trò ráng liệu nghe chưa. Sông còn chưa dứt cơn mưa, biển kia còn dập thì cậu còn đưa chuyến đò. Đồng đạo có biết không, nơi đất khổ đó, xóm hò chiều hát, ở cạnh ta có Bồ Tát chứng minh. Làm sao cho Phật phỉ tình, thì là mở đáng là thần sinh đời đời. Thấy sự khổ tới bời khói lửa, sắp nay mai nghiêng ngửa địa cầu, thương thay cho bốn biển năm châu. Chịu khổ sở chung đầu ra biển thầm. Trời đất nói ta đâu thông cảm, cậu nhắc hoài mù ảm say mê. Từ đây cậu ấn giảng bồ đề, rừng xưa thanh tịnh buồn thôi một mình. Cậu biết khổ chứ, chúng sinh trong đời mạt nay mới đây gió tạt mưa đơn, cho nên cậu ẩn tại tòng sơn xóm, chiều rào bước không thua hơn chi phàm. Nghe cậu nhé, bớ dân lam phục hiền, cậu dẫn trò có phương tiện ngày nãy. Núi kia còn phải chuyển lai, biển hồ còn cạn thì ngày nãy còn gì. Phải cố gắng, phải diệt đi tà tặc, phải đấu tranh đi đánh giặc lòng mình, phải cố rèn kiếm huệ minh minh, đặng tia sáng chốn nam đình hực hờ. Phải chống cự trả đi rồi món nợ, phải kiên cường đừng có sợ quỷ ma. Cậu về theo gót Di Đà, giờ này cậu hiện chốn mù xa dặn tò. Thấy chưa,
sự khổ não cho nên chiến đò cậu còn đâu. Chốn rừng tòng ân dấu năm xưa, trỏ nghèo nước mắt những mưa, đò kia còn đợi đò chưa có về. Ráng tu tịnh chỉnh tề thêm chút nữa, đừng có tu hành rồi nghiến ngửa cả bản thân. Dù ta quỷ bỏ sắc trần hồn linh thì đợi chốn rừng tầng sơn thế. Cố tu niệm đừng đổi về cõi Phật, bỏ mau đi cảnh vật thế gian. Dù cao dù thấp cũng rủi cũng tàn, dù giàu cũng vậy mà dù cơ hàng cũng giống. Đạo nhìn thấy rõ hay không? Còn rã tám giáo công đồng nãy máy, mình chịu ngồi trong ngục đài. Thượng cho bá tánh trần ai kỳ này không hiểu được, rồi ngày mai đâu còn. Ta hiểu biết trước, ta mới khuyến đời đi ngược. Cậu hiểu rồi, cậu mới vượt qua sông, để đem tất cả đạo đồng được về tịnh độ tâm lòng nhàn an. Tôi phải hiểu, phải xóa tan màn vũ minh đó, tôi phải hành mới dẹt ngõ chỉ đường. Tu cực thân mới thấy được nhà vương, tu khổ hạnh mới đắc quả thường thông cao cả. Cậu nhắc đạo hình như quý giá, cậu nhắc đời không biết giảng dường bao. Cánh khuya mắt lễ thầy trao, nỡ nào thầy bỏ đồng bào xa đi. Phải nghe cậu, rồi nay si mai xét, sống để coi hò hét gian gian. Nay mai thế hệ rủi tan thì là Phật mới mở màn long hoa. Cầu tính lại không xa như đồng đạo, để từ đấy giống bão liền liền. Thủ tiêu đi nghịch tử thượng thiên, chống trời Phật điều nghiêng tà quay. Diệt những kẻ ăn ngang nói trái, để những người cung bái thiên. Ngày mai thế sự không hiền, trời đà tiêu diệt liền liền bó tay. Cậu biết rõ, cho nên cậu mới cho hai đồng đạo. Cậu biết giờ giống bão sắp tràn, vậy mà đời không biết khổ han. Xưng giàu có xưng ngôi vua ghế bờ, tòng bá kia sao người không giữ chốn sơn đài tâm tự cho. Ngồi trên thước ngọc đơn giang, cũng như sắt nghi đá, cũng như buộc ràng đó thôi. Nếu thương cậu á, ráng ngồi tỉnh nghỉ. Nếu hiểu cậu rồi, cậu chỉ ráng tin. Còn ba tiếng sấm nổ in sấm kia còn lặng, thì Chúa mình mới ra đời. Đồng đạo ráng đi, thiền của cậu đến chơi giới nó bể ấy, mà chính chiếc thiền trời thầy lái đưa qua. Nói rồi nước mắt châu xa dặn gì ở đau rồi màn bả cần kề. Gặp cậu chiều nay lễ chạy dài, thương thầm trách phận trách chi ai. Trách ta xuống thế trong đời khổ, bả gia bả tánh chẳng ai hoài. Không sao, chẳng ngại thuyền cứ đến. Lệnh này gió của Phật Như Lai, còn chờ chút nữa mau nghe đầu. Kẹo sông dập dồi thuyền phải quay. Cậu hỏi trò nay nhớ trả bài, học hành giỏi văn hay sai. Biến lười bỏ học hay còn học, cho cậu biết rành để vô lai. Hỏi xong kiểm đạo vài giây phút, cộng lại hồ sơ kết nạp bài. Trường thi dự thính gần ngày mời, hỏi trò mê ngủ chỗ nào hay. Cậu đến nơi đây để làm gì? Trả lời mấy tiếng cậu biết đi. Đến đây nhắc đạo hay thăm đạo, dò dẫm đạo tâm
kẹo trễ kỳ. Một phút đi rồi một phút hộ, bỏ rơi đồng đảo gặp gian nguy. Thôi nghe đức cầu lần này nữa, xóa bỏ trần gian lợi ích gì. Cậu nhắc trò nghèo đến cố gắng, ta cho giáo lý với thơ thi. Phú Thuận chiều nay quá đông đầy, cậu về bổn đảo khá nào hay. Đứa thì biết được đến nơi gặp, còn đứa say mê bị khô gầy. Vắng bóng ta rồi nào có biết, thiên trời mãi tạo cậu về đây. Cùng chung một giống dòng hồng lạc, cậu muốn làm sao đảo đông đầy. Nhưng thôi do số trời đã định, biết nói gì giờ lợt giới phai. Cậu hả ngồi đấy lệ thêm buồn, gần ngày mất hết triệu vàng muôn. Chuyện xây màn lót ôi nhanh quá, ráng giữ làm sao mất cõi nguồn. Tỉnh tỉnh tu hành cho máu lẹ, không màng sự sàng ngọc tiền muôn. Nghe cậu thở than rồi thêm nhớ, nhìn kỹ đi trò giống in khuôn. Thầy xưa để lại ta hiểu kỳ, chắc lẽ từ đây sắp thay. Cậu họp đạo đồng nãy quý giá, sao mà mắt cậu lễ trào tôi. Xin mong tất cả chư quý vị đạo tâm cũng như ở đây đồng đạo và bổn đạo của Đức Ngài ngày xưa hôm nay, cậu xin mang hồ sơ của Đức Ngài đến đây và Đức Thầy để gián tiếp cứu khổ cứu nạn dần dân bá tánh nhỏ giọt hồng ân cho tất cả chư quý vị trong buổi này. Một phút giây rồi cậu đã về, cho nên hôm nay đã kính mong tất cả quý vị phải thần tâm lại để tu hành, để mau trực tiếp đến mục đích của mình. Thì hiện diện hôm nay không còn nói gì nữa hết, chỉ còn sơ lược qua để bổ phiết ít nào thôi. Kính mong quý vị và mong tất cả phải đáng chu đáo thêm và kỹ cương thêm, trọn phần. Vì cậu xuống đây là một người lãnh đạo, một người thủ lĩnh trong một bản sở cơ quan của Phật Pháp. Mong tất cả quý vị phải đóng góp phần hữu ích nào để chúng ta xây dựng nền Phật Pháp trở lại, để làm việc cho Thầy cho đúng mức độ tối cao tối thượng mà Đức Ngài đã cực khổ gian nan chịu đựng trải qua, không quản ngại mưa phong gió bão, chết lạnh sương mai. Khi còn sắc kim thân của Đức Thầy cũng vậy, khi Thầy đã khuất dạng rồi thì Ngài trở lại bằng dạng thánh linh quá độ tất cả. Đáng lý đã giờ này Thầy đã an tịnh ngàn vô nơi cửa Phật hay Niết Bàn an nghỉ, Thầy còn phải phóng quang xuống đây tìm kiếm đồng đạo cứu trong ngày hạ quân này. Thì quý vị thấy quý vị lại xói đầu cũng không thể trả ơn nổi đâu. Bây giờ cậu mong tất cả đồng đạo phải nung nấu ý chí tinh thần cao cả để cúng dâng hiến cho Đức Ngài, cho trọn lành, trọn đạo, trọn nghĩa, cho thị chung như nhất. Vì lại đó cho nên trong giờ này tất cả chư quý vị chưa báo đáp tứ trọng ân trọn vẹn, phải cố gắng việc hành phục như ý, phải đáng cố hy sinh thêm phút nữa để thành tựu. Vì lẽ đó cho nên cậu thiết tha mong cầu quý vị phải chu đáo kỹ cương nghiêm túc, khuôn phép để độ như người xưa trở lại, để kiểm duyệt mình, để tuần tra mình, để đem mình về nhà lãm phục quốc, để cho mình sống thánh đức kim thân trở lại con người tốt đẹp vô cùng. Phật thánh tiên đào tạo ta, cho ta tất cả ta không biết, cuộc đời ta sau quá nghênh ngang bừa bãi, làm đủ thứ hết, động phá bộ máy của trời đất thì làm sao sự tiến hóa mình có được. Và màn cảnh vô minh này dày đặc mà, cho nên cậu mong tất cả quý vị ráng cố gắng hy sinh thêm phút nữa. Ta thấy được tất cả các quý vị rồi, nghiệp lực quý vị quá nhiều rồi, quý vị không thể nào, sức mạnh quý vị cũng không khá là bao đâu, đức độ rộng lớn, đại hùng bản lĩnh chiến đấu đánh tan, cùng hiệp lực Đức Thầy dùng nghị lực quá cao siêu đạp phá những cái núi tội và đem mình về mới được, gội rửa bằng nước Maha Cam Lồ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Xin mong quý vị
thần tâm lại, suy nghĩ kỹ, kiểm duyệt lại mình đi, để trực tiếp bộ máy điện đàm của Phật cho đến Tây Phương hiện tại ở đây Cực Lạc Quốc sắp bài khai, Long Hoa Hội sắp diễn tuần tới, có hay không phải có, tới hay chưa tới, gần rồi, báo tin cho quý vị biết. Ngày đó quý vị kiểm điểm lại đi, mình có được tiêu chuẩn thấy đại hội Long Hoa chứ đừng nói mình dự chỉ thấy thôi. Dự là thần tiên Phật Thánh Đức Ngài dự, còn mình chỉ thấy hội Long Hoa, để thấy và nghe ngày hội Long Hoa có ta và dân tộc của con người đó thôi, chứ còn làm sao mình được giữ đài Long Hoa hội. Thì khi kiểm duyệt xong, đem tất cả đồng đạo ra tam giáo tòa để nghị án. Gì thấy ghê chưa? Phải ráng cố xóa tan đi, dù tội lỗi là bao, quyết chí tu hành nên danh phận thì tội ấy cũng xóa tan. Quý vị lo cho Phật đi, thì Phật xóa khổ xóa tội cho mình lo cho mình, bao nhiêu kiếp đời cũng không hết đâu. Vậy mong tất cả chư quý vị hôm nay cậu về đây thương mến quý vị vô cùng, nhưng mà chiều quý vị quá tối lắm, không chiều nữa, bỏ quý vị cắt đứt quan hệ quý vị để cho quý vị tu, bỏ lại cho thành đạt được. Có một ngày nào đây quý vị sẽ bơi dơ nó sông biển, vì cuối mùa rồi, còn lê thế chỉnh mãn thì làm sao ngài không có gì danh lợi, không có gì tiền tài vật chất này ngài dành riêng. Ngài dành riêng cướp quý vị tinh thần, tư tưởng, linh hồn để trở về giáo cho Phật. Cho nên thần tiên Phật Thánh bây giờ cũng chiến đấu với trần gian này, khoa học và Phật học đấu chiếm đi. Nhưng khoa học làm gì thắng được Phật học được, xin mong quý vị thấy chưa? Còn gì, có gì tồn tại không? Trên hoàng lãnh thổ này, tất cả những việc này, quý vị có thấy gì tồn tại không vậy? Mà cậu đã than thở quá nhiều rồi. Đức Ngài cũng để lại cho quý vị nhiều quá rồi. Còn đó mà không làm, có đó mà không thấy, thì quý vị thấy nghĩ như thế nào? Tất cả đều hư ảo trước mắt ta, giông bão cuồng phong mà, thì làm sao tồn tại được? Suy nghĩ kỹ đi đồng đạo, để hiện thực quay về, để giác ngộ, khai ngộ sớm, để khôi phục lại những gì ta đã mất mát. Bao nhiêu năm tháng luận tranh tàn, bài bổn để đó, không tri nguyên học, không đèn sách nâu sòng sau đêm, thì ngài giữ thí làm sao đạo được. Thầy cậu thương luyện bài vô cho quý vị, thì bị lực thiên điều từng tra khám xét. Quý vị thấy đau khổ chứ? Hôm nay cậu về đây, tại sao bữa nay cậu về thấy tất cả nhân dân quần chúng đang luôn lộn xộn lao sao, đang nhào vào biển khổ, ngập ngôi cũng như các ngài dòm mình, cũng như mình dòm thấy loài cầm thú đang khổ khắc nhất ở cõi hạ cầm này vậy quý vị, hạ giới này vậy. Chúng sanh không biết, các ngài đem tất cả quý trò về đẳng cấp cao siêu không biết, không lạnh, không thèm, không về, không học, không đạt thì làm sao được? Muốn ở lại đây hoài mãi mãi hay sao, để lăn lộn kiếp luân hồi hay sao vậy? Đời cậu nói nay mai sắp khổ, đạo trưởng thành nhị trổ qua khai, đã bao năm giáo đạo quăng khai, đem chân lý của ngài ta nhắc, vậy mà chúng không lo thắc ngặt, để kêu trời réo Phật làm gì, kết thúc đời Nam Việt lâm nguy, còn bài bổn làm chi thay quá, thù giới hiềm ghét kiên nhân ca, đánh lộn nhau làm rã địa cầu, ta hiểu rồi giáo đạo đôi câu, người nghe rõ từng âu nhất một, đây sắp tới nay mai cùng mốt, đã đến đời mà chúng không hay, cảm thương thay Đức Phật Đức Ngài, còn lặng lội năm châu bốn bể, nghe cho rõ rồi về đánh lễ, dân hiến thân lập bể không. Cuối mùa rồi Phật lập trung ương, khai mạc đạo không thường chân lý, buổi chiều khổ nơi đây ta chỉ, nhìn mau mau thế kỷ cận kề, tại chúng sanh chưa giác còn mê, phải ảnh hưởng nặng nề quay trượt, đồng lực hiệp tu đi tìm phước, chốn hội trường mới được tên nghi, học trò mau tiếng lớp dự thi,
Ngài gần đến thầy ghi vào sổ, nay đức cậu về đây giác ngộ, cùng buổi chiều tu bổ cho trò, sáng học hành gian dữ âu lo, đêm nấu sự ngài cho đèn sách, phàm giữ Phật hai đường phân tách, nẻo chánh tà câu dịch rõ ràng, hiểu hay chưa tất cả đau tràng, trong tôn giáo ngày nay tha thiết, bội hạ quân nước nhà sắp kiệt, trò hiểu chưa náo nhiệt rùm gian, khắp ngũ châu suy sụp xóm làng, cùng đại quốc cơ hàng vất vả, nợ quan tiền kiếp này nó trả, xin được đâu ôi hạ chúng sanh, tạo làm chi nghiệp lực tranh giành, rồi cũng quải cam đành mất hết, nay ta chỉ rồi thôi cũng chết, thấy hay chưa la lớp kêu trời, sắp đây rồi hồn xác cả tôi, do đại định Phật trời chứng kiến, cậu đã nói mình tu công hiến, ráng siêu tầm cầu nguyện cả hai, đức thầy phân để lại môn bài, trong bốn đạo nếu ai hiểu rõ, ta đã nói không phải chuông mở, mong làm sao hiểu rõ được rồi. Đời quạnh hiu khổ khắc dân ơi, sang dưới cả bận tội cùng vậy, chỉ sự thế làm sao ngó thấy, cậu phân qua lừng lấy lấy lừng, mong ngày nào đạo pháp chấn hưng, tâm bổn đạo thường hương đắc hòa, nở thấy hết Tây phương cao cả, cậu về ngồi hối há yên nhiên, giờ nãy mai náo động trần miền, sắp thay đổi bình quyền tất cả, chuyện lưng gấp núi kia còn rã, sơn đã băng biển cả cạn hồ, vậy mà đời cứ xung bài phô, tranh giới với giàu sang lợi lạc, cậu đã nói đừng mừng ca hát, nay mày đây Bồ Tát hiện trần, ngài đứng trên lý đạo phân dân, tiêu diệt hết lập trần trở lại, Nam Quốc Phật cũng nghinh lệ bái lại, cầu thầy trở lợi độ dân, chúng con mau cố gắng chuyên cần, hành thật kịp tu thân cho kịp, nay cậu chỉ đợi tàn mặt kiếp, mi trò răng thông răng kiếp mau về, tu làm sao bản hộ danh đề, tỉnh giác ngộ đừng mê khổ khắc, đây sắp tới đời nguy thắt ngặt, ai hung tàn quý dắt về hang, người hiền lương cậu đổ Tây Phan, hồn trực tỉnh an nhàn biết mấy, ngài cậu nói chúng đâu có thấy, để xa vào cảm bẫy mới tường, mong bá gia đồng đạo thiện lương, mở trí huệ soi đường cho sáng, hạt giống lành thầy coi quý đáng, vậy mà trò đem bán được sao, dạng sanh linh ức triệu đồng bào, phải cố gắng làm sao mới được, buổi tàn rồi không lo việc phước, phải tu thân cướp được linh hồn, để trở về giao lại Phật môn, sau mới được trường tồn tất cả, cuộc hành trình đừng nên rời rã, mà nghe cậu phân đạo quả được thành, thôi cậu về đừng lợi đừng danh,
xóm trực chỉ Nam Thành gặp chúa. Nền đạo giáo đừng nên lem úa, bỏ mau đi tài của trần giờ. Để xem kìa Nam Quốc ghi thơ, sắp thay đổi cuộc cờ Phật quốc. Mau nghe cậu rồi đi biến mất, tỉnh giấc nồng ngào ngạt thanh lương. Đổ chúng sanh đức dạng muôn đường, cậu phải chịu nghịch thường đạo lý. Hòa chung hết trong nay niên kỳ, đạo một thôi cậu chỉ một đàn. Tại vì người còn hổ còn hang mà còn phân chấp rẻ đàn chia phái. Đạo chỉ một thiền trời thầy thái, học trò nghèo biển hải sông mê, phải nương theo bờ giác đắm về. Nay cậu chỉ bồ đề cho vừa, thấy nhân loại ta đây lệ ứa, mà tuôn dòng châu giang chứa lệ dài. Cũng con trần đỏ kiếp bi ai, dòng giống Phật tiên rồng hồng lạc. Tại sơ xích mưa đơn gió tạc, tại chúng sanh bạc bẹo dưới trời, thì làm sao cứu được dân ơi. Lại cho mấy cầu trời thế mấy, cậu chỉ nghiệp nó đâu ngó thấy, mà cậu chỉ đường cầm bẫy gai trong. Lầm lũi đi chẳng ngó chẳng trông, nên bị ngọn lửa hồng thiêu đốt. Ta giữ đạo giữ lời mấu chốt, mà Phật thánh tiên rường cột bố sơn. Đạo tu mi bao khổ nào sờn, cứu nhân loại qua cơn bể khổ. Nền đạo hạnh hôm nay tu bổ, mà Phật tại gia là chỗ ta hành. Thiếu đức ăn đâu được làm lành, thiếu phước báo dùm dành đâu có. Nay trí huệ đạo tâm nghe rõ, mà mở bừng lên sáng tỏ như như. Phải mau đi kiểm diệt từ từ, coi hoại tổn hao hư mấy phía. Tỉnh lại đi bớ hồn bớ vía, mà đặng chầu thầy mới được hồi quy. Nay mai đây phong độ thời kỳ, ai rước đạo giang nguy đỏ kiếp. Sống để coi nay mai rộn dịp, mà sống để coi thô kiếp được nào. Dạng sanh linh ức triệu đồng bào, thấy biển khổ lăn nhào lẫn lộn. Ta xuống đây quy căn diệt bổn, đem trò về nơi chốn Như Lai. Thạnh dưới si sớm miệt chiều mai, mà giàu dữ có mấy ai tránh khỏi. Đường ngục thảm hằng ngày nó chối, ánh lửa hồng rồi rối cùng mình. Khuyên đạo tâm phải ráng giữ gìn, mà nền đạo giáo trắng trinh như bạch. Phàm tục tử quỷ ma ngăn cách, mà nẻo chánh tà ta dạch cho tường. Tự học trò điểm đạo thế lương, tự mà chọn con đường siêu thoát. Cậu đến đây buổi chiều nhỏ giọt, mà tạo nguồn cơ thương xót cuối rồi. Trò học tu đừng sợ bẩn tội, muốn đắc quả thì nhồi một kiếp. Muốn khổ cực đó là ta kịp, trực giảng đường hậu đến Tây Phan. Rõ hay chưa bớ bớ đạo tràng, mà đền đạo giáo hổ hang thẹn giới. Hội Long Hoa sắp đây đã tới, mà đứng tu mi thế giới đại hùng. Để rồi coi các nước trùng trùng, dành đắc quá đại hùng Phật gì. Ta khổ đau nhưng ta còn trí, ta nghèo nàn bố thí giúp dân. Lòng của ta không có bần phần, trí và huệ và thần cao cả. Hồn linh ta giờ này quý giá, ngữ ta bà hai cõi tiên ban. Rõ hay chưa ấp xóm huyện làng, mà giờ phú thưởng lựng bàn hòa giải. Rất có phước đừng nên bạc đãi, mà hầu giờ này lại cái rồi thôi. Cải lệnh ta ngục thảm phải nhồi, nghe cho rõ rồi coi Phật hiền. Phàm tục tử giờ này thành kiến, mà khi về thần mà cầu nguyện quỷ ma.
chốn A Tỳ địa ngục Tu La mà sắp nhốt nó cửa nhà cao rồng. Nếu thương ta đừng nên mơ mộng, diệt tam đồ nghiệp công nhiều rồi. Tỉnh giấc nồng để đó đừng bôi, mà coi thế sự cuốn lôi ra biển. Nay có tu đến đây trình diện, đức cậu thầy phương tiện lạ lùng. Chiêu tập quân bốn bể không trung, để trở lại ngày cùng lập vị. Ta thấu đây những người đại trí, ai biết tu bố thí thì ân. Xóa tan đi trong lớp màn trần, đưa về tô kim ngân đại báo. Dân lệnh Phật thuyền môn mới bảo, mà dân lệnh thầy thần tảo ngày nay. Quá kiếp sinh ai gái mai trai, mà phàm còn chấp nào hay nào biết. Ta đã nói cuối mùa sắp tuyệt, đến rồi kia qua nguyệt cũng tàn. Tại sao người không biết hổ ăn, còn nghinh mặt cười sang cười xới. Tại sao khổ khắp miền thế giới, mà không hiểu thông gì bới cơ trời. Cậu đến rồi anh chị em ơi, cùng bổn đảo khắp nơi xúm lại. Nhớ mở rộng dòng tôm giáo phái, mà nhớ lời này câu dạy dặn trò. Giàu nghèo kia cực khổ chớ lo, mà bì giới sánh lên gò mà ở. Số kiếp ta xuống đây trả nợ, tu được thành bán sở Di Đà. Ở nơi này không phải là nhà, cũng một kiếp cho qua một kiếp. Mà nay cậu qua hiện giờ này cho kịp, thoát luân hồi mất kiếp thiên sanh. Đồng đạo hơi chí phúc thiện lành, mà cậu biết được ngọn ngành sơn bao. Sắp tới đây trên ma lục đạo, mà nói cho trò gió báo gần kề. Mặt tình đời ai ủ ai ê, hai cười cợt khen chê cũng kệ. Diệp trần hạ ta nay bỏ phế, mà chuộng linh hồn o bê phút giây. Hội long qua giao lại cho thầy, mà hồn trực giang chứa đầy báo ngọc. Xác thân nọ kiếp đời trần trọc, mà còn linh hồn săn sóc phút giây. Đem niềm tin của Đức Phật cơ ngài, mà ban cho đạo ngày nay hiểu rõ. Không chùa am tá không chuông mỏ, mà miệng lý chân hiểu rõ được rồi. Mong đạo tâm thanh tịnh ráng ngồi, buổi chiều khổ ôi thôi ta khuyên. Nơi phú thần ta về thăm viếng, mà nguồn đạo thơ phổ biên phúc giây. Cũng vì xưa liên lạc lời thầy, liên dây đó giờ này mới khổ. Mà ta đến đây thật là tu bổ, dạy trò nghèo hỏi ở hổ hỏi hang. Mà hội long qua Phật lập tại tràng, mong có mặt ở làng Phú Thuận. Tu làm sao ngày này cho xứng, hỏi mây rồng mình đứng có tên. Lịch sử kia trò hãy chớ quên, mà nền đạo giáo có tên có tuổi. Ta biết trước thời kỳ trong bụi, kể từ đây nhiều rủi ít may. Ngồi ở đây trò lợi kề dai, mà cậu nhắc nhớ ngày nay đôi chút. Chỉ đức hạnh là nền ta tốt, gió cuồng phong một lúc tiêu hồn. Sắp tới rồi chuyển động càng khôn, mà lật vỏ trụ xác hồn bị quỷ. Ta đã nói giờ này niên kỷ, sắp hết rồi không chỉ một người. Tại chúng sanh độc giả ác ư, mà thầy chỉ đạo tâm từ đại nguyện. Cứu chúng sanh hằng ngày phổ biến, mà trò hung hăng nhiều chuyện lạ lùng. Thầy ẩn rồi không chịu hòa chung, mà còn vỗ ngực xưng hùng xưng bá. Ta buồn thảm ta nương tòng bá, để sớm mà chiều mà cao cả chứ đau thương. Cậu nói lời ra quá lệ dài, học trò học Phật học Như Lai. Nói chi bài bồn lần thêm khổ, trách phận thầy tua đắng với cay. Không nói thì giờ trò bỏ học, chất giới tiền tài chỉ thua vật chất giới tiền tài. Không thua đức hạnh hằng phí chí,
tranh sao cho khỏi hậu mất kiếp. Thượng hoàng đảo lộn biển cồn dâu. Nếu ai hiểu được hằng nhất một, quyết chí theo ngài thức canh thâu. Nguyệt đảo đầu sâu tìm mới rõ, miệt mài chân giả mới thoát hầu. Đạo đạo khơi khơi nào có biết, đạo hành đại đạo rõ đôi câu. Cậu viết bài ra gửi khắp miền, bảo trong đồng đảo nhớ mà biết. Bốn bài học sử cho nhanh chóng, dù khổ đói nghèo ngủ má hiên. Trần Minh khổ chuối gương lịch sử, đổ trạng đắc nguyên đọt tâm nguyên. Phải cố nghe thầy thường xiên xăng, sau này phản bổn được quần nguyên. Cậu viết lời văn để rõ ràng, mực xưa bút sử hợp thời trang. Thần xuyên đạo lý như khắc, học học đi trò kẻo dở dang. Tỉnh một giấc nồng thi mới đầu, biến lời mãi tích tịch tình tan. Thì đâu có đầu trường khoa chim, uổng công học sử bị dở dang. Suy nghĩ mau đi rồi học tiếp, trường học ngày mai sắp mở màn. Thí sinh hiệu trưởng thu lớp mới, chiếm được ngày sau tờ ngọc vàng. Học theo hình học năng mới hết, thì là cực khổ chớ rên than. Đậu cao đắc quả về ngôi thường, pháp hành xuống rồi được Tây Phương. Đừng thở đừng than bởi trò nghèo, tại vì nghiệp lực trước mình gieo. Tiền sinh phải trả nay, chấp nhận học khổ định tâm khúc đoạn chèo. Qua dịnh khúc eo thờ mở quý, khổ sầu giảng kiếp cứ tuân theo. Thầy xóa nghiệp mình thì mới hết, ráng mà năng học cố nghe theo. Tỉnh nghỉ đi trò trống chút lát, cậu định thuần y đúng năm mèo. Sắp sửa chỉnh tề ra cơ mới, bảo thôi sanh chung cứ mà gieo. Tưởng tượng như ta không còn đó, chết rủ nhiều đời thấy mốc meo. Nhưng sao sống lại nào ai biết, cũ cạnh trần cơ lúc hiểm nghèo. Tôi xin nói nhắc nhở tất cả đồng đạo và bổn đạo và tất cả nơi đây, rất đại phước lành. Trong một buổi chiều về, cậu buồn bi thảm thấy quân dân đang khốn khổ, điêu linh. Màn lớp chỉnh tề trời đã sắp đặt hết rồi, vui vẻ mắt mẹ để trực tiếp đến bộ máy đàn cơ của Phật mới. Đừng có buồn nữa, mình tu rồi, mình biết được rồi. Giờ này mình là một tài xế, lo điều chỉnh máy móc để lên đèo. Thì cũng như là mình là một học trò sắp dự thính đến ngày hội trường. Mà bài 4 thì còn lộn xộn như thế này, cậu lén đến đây đi kiểm nghiệm bài thi chủ gì đi, rơi bài vào cho
quý vị phải ráng cố gắng. Thiên cơ bất khả lậu, hiện giờ đã hết rồi, mà cậu còn cãi trời, nhưng cãi trời đem nhân trời về cho cậu. Quý vị có hiểu biết được hay không? Kể từ đây chúng ta phải kỷ cương lại, đừng có lộn xộn tâm thần của mình không hoàn chỉnh, thì bộ máy không hoàn chỉnh có làm gì được đâu. Đem cái bộ nhớ về cho mình đi. Tâm thần mình đã loạn lạc quá nhiều rồi, chi phối qua nghiệp lực. Quý vị có chống cự được thời gian mà gặp được Phật Thầy hay không? Ngày đó quý vị không gặp được, uổng công khó mọn chờ đợi bao năm tháng. Thầy cũng đứt được nhưng mà về gặp không được, làm sao? Tài trò không chịu về và làm biến đi. Và nghiệp lực bị chẩn ngăn rồi là làm sao tường tận gặp thầy được? Ngài hỏi lắm quá, thầy là chủ thể càng không võ trụ. Quý vị biết hay không? Phật là thầy, thầy là Phật, Phật là vua trị vì dương quốc. Cầu sẽ báo tin cho quý vị biết. Thì hiện giờ này, trong chờ thầy trở lại nguyên hình thể làm sao được? Hồi xưa đã qua rồi, thầy đã biến đổi tất cả hết rồi. Quý vị tin tưởng cậu đi, không nói dối quý vị đâu. Mà nói dối cũng không ăn cái gì của quý vị hết. Thầy trở lại bằng máy đằng cơ khác. Thầy còn mãi mãi sống trong loài người ức kiếp vô tận, vô lượng kiếp. Quý vị có biết thầy sẽ đây mấy bao nhiêu trăm kiếp đời hay không? Chứ đâu phải một mới đâu. Phải đáng tỉnh táo lại đi, khôi phục lại đi, để lập lại ngôi gia mới, tôn thờ, lập lại cái tổ đình mới của mình để tu. Thầy tổ đình rồi mà mình còn nói nữa là mình khổ. Mình còn xứng sức là mình khổ để đình bỏ thôi. Đình lỡ rồi, tạm ngắn mũi rồi, cất giấu rồi mà mình còn lộn xộn thì mình lãnh ảnh hưởng hơn. Chứ thầy đâu có chịu trách nhiệm, biết không? Đi vậy đó. Thành ra hôm nay đó, đồng đạo đừng có buồn. Thầy để mấy cái dừa đó, ngày sau đập đầu vô gốc dừa chết là dừa rồi. Thấy không? Bị mê, đâu có tỉnh. Bị còn cái thái quá chấp đó, biết không? Cái bản ngã, cái tâm phàm cầu có danh và lợi đó, muốn làm cao tướng tá rồi này kia nọ đó thì chết. Thầy còn hạ mình hy sinh đến tột đỉnh mà mình còn làm thầy thì thầy đâu có chịu. Đó, cái gì cứ đi, làm tôi cho Phật. Thấy không? Giai mang đức tổ đức thầy, sống làm tôi Phật mà tháp về đỉnh đáng. Bao nhiêu đó được rồi, làm thầy chứ. Thành ra hôm nay chúng tôi đây, đức cậu mang hồ sơ của đức ngài được không? Mang hồ sơ của Như Lai Phật Tổ được không? Của Đức Quan Âm được không? Vì chúng tôi ở trong một cái cơ quan được mang hồ sơ, ông này đi ông kia thế, vị này đi vị kia thế, thế để đọc lại hồ sơ cho quý vị nghe thôi, chứ có làm gì. Thì khi khôi phục rồi quý vị phải biết ai là ai. Còn bây giờ chúng tôi đã nằm trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương, ta tuyển chọn từ tầng ban quá kiếp, đầu kiếp bên đây là một người nữa để mang cái kiếp đời này để lệ mất phá dương. Quý vị có hiểu được không? Mà quý vị nghe rồi đi lỗ à, đã thiên cơ bất khả lậu mà lậu thì làm sao đây? Phải ráng kỉnh cung nghinh kỉnh bái đức ngài, cẩn ngôn kỹ lưỡng để tu hành cho khéo. Quý vị có biết không? Tài xế lúc này mà không khéo là đụng chết người ta hết ha. Bị gì? Xe đông nghẹt á, thấy không đó? Phàm đời còn nó, bây giờ quý vị phải cho khéo. Tu giờ tu quá chừng nhiều rồi. Hồi nãy ai báo cáo là hồi đó có nữa mà giờ hơn. Bây giờ nó ma tu, ma chúng, thấy không? Ma đạo. Ai dám nói? Cậu dám nói. Vì cậu đã phá tất cả những đám tà tặc tử đó mà. Phải làm thiệt, đừng nữa nạt nữa mở. Nếu ta đến đó, ta cung binh kính ngài Nguyễn Trung Trực hay là Đức Cố Quảng hay là Thiên Hộ Dương, Tổng đốc Binh Kiều, ta đến đó ta về, ta phải nói cho lịch sử của các ngài làm ý như vậy, để diệt thù của quốc, để diệt nịnh quy trung, để ta tìm kiếm là đại quốc anh hùng, để nói dấu ngài sao. Còn đến đó chơi thì thôi đừng có lợi đó. Đến tạ ơn ngài, tôi mong rằng tôi đến đây, ngài dùng quyền quan của ngài hộ cho tôi được đại hùng đại lực đại từ bi, tha chết đứng không chịu chết quỳ, giữ gìn nước non, giữ hệ thống của trời đất, giữ bản sở của Như Lai, giữ truyền đời của đức ngài, giữ giáo lý của đức thầy đến khi bỏ xác. Có ai dám nói gì không? Đến sinh toàn là danh lợi không à, bị ổng linh đó biết không? Cho nên hôm nay chúng ta nếu đi phải đi cho đúng mức độ, làm cho được. Còn về Phật thì từ bi bác ái vị tha, Phật pháp vô biên thần thông quảng đại, hỷ xả cho tất cả đi, đừng có buồn. Nếu mình biết tu rồi thì tất cả đều là hư ảo hết. Ta không còn chống cự được bao lâu đâu đồng đạo. Ta nói gượng ở đây một phút rồi thôi, chứ cảnh này là cảnh giả mà. Cậu cũng phải về cõi tịnh vậy. Quý vị có biết bỏ lỡ biết bao nhiêu không? Cũng là tro bụi mà, có cái gì đâu. Tranh giành cũng là giả dối thôi. Giúp người đi là giúp ta đó, cứu người đi là cứu ta rồi đó. Người hạnh phúc là ta hạnh phúc rồi. Người no ta đói mà trái lại ta no. Ta ăn linh khí quan của Phật, quyền quan chi khí đã bao bữa ta hết rồi. Ta sống đây là sống với Phật, tinh chất Phật, hào quang Phật, tánh Phật, thấy không? Chứ ta đâu có giống phàm nữa đâu. Cho nên hạt giống đó bây giờ quý vị phải nói theo mới được. Cậu đâu có cấm cái gì đi. Đi có mục đích, đi có trách nhiệm, đi có bổn phận, đi phải làm được việc nghĩa nhân tứ trọng ân, phải giải đáp hoài như đức thầy giải vậy. Thầy không có mê tu, vượt vọng theo tu, sai tu, tỉnh không có tu, thấy không? Nịnh tu, bợ tu, thấy không? Làm những điều trái đạo không à? Thì làm sao đây? Vọng động cầu có, thấy không?
đủ chuyện đến đây hết ha. Phân dân đi, quý vị suy nghĩ đi, thử coi biết bao nhiêu. Thầy nói mà, bổn đạo thì đông, thầy trở lại xuồng giông không có đầy. Quý vị biết xuồng giông này xuồng gì không? Chắc đẻo cây giông làm xuồng phải không? Thưa không, bão tố mưa giông này nè, xong việc rồi thầy trở về kiểm việc không có ai hết trơn á. Thuyền giông không có đầy, bão tố mưa giông tới quá rồi nè, khi hết rồi thầy về rồi thì không còn ai hết á, bổn đạo hết rồi, cho nên không có đầy. Nó như vậy đó, chứ đâu phải cái xuồng giông đâu. Rồi xuồng ông, xuồng ông về cũng không đầy, thiết thuyền ông ngày sau về cũng không có đầy nữa. Nó như vậy đó. Bây giờ ai cũng tranh báo đồ dương, không làm được Phật mà tranh của Phật, không làm tài sản mà tranh tài sản. Quý vị có biết được hay không? Quý vị có phước, đại phước, trung ương Phật, nam phương Phật, trung ương miền Nam nước Việt Nam là trung ương giáo hội Phật, thấy không? Quý vị đã nằm ngay cái trường thi, ngay chỗ cái kho tàng nào không biết nha. Còn các nước ở ngoài đó, nó là anh của mình là Út nè. Cực khổ với cha mẹ gần chết, thấy không? Có hiếu, đáp đền, tứ trọng ân, lo nghèo, khổ, vất vả, hiếu đạo, gần gũi cha mẹ, thờ phượng, cung kính, lại bái. Nó lo làm giàu đến xứ khác, trở về quánh vực. Đây nè, nó sắp trở về quánh vực nè. Nhưng ông Thượng Đế, ông Đức Thầy, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Ngài nói là ta sẽ cho con Út ta, nó cực khổ đối với ta. Còn mấy đứa con giàu quá thì đi chỗ khác đi. Ông sẽ cho miền Nam hưởng, nước Việt Nam hưởng thụ, kho tàng, bảo vật của Ngài. Cho nên các nước ngoài lây vô này quýnh. Kỳ này nó vô nè, nó quýnh nó giật. Vì nó ăn cả, nó đi, nó làm giàu, nó xứ khác, nó ở đâu rồi, nó có ngoảnh mặt về đây đâu. Mà giờ này nó về, nó giật kho tàng nè. Có nghĩa là nó giật nước Việt Nam, nó giật ngôi dương, ngôi vua, nó giật đài của Phật nè. Nó tranh báo đồ dương, nó vô đây nó giật nè, thấy không? Đó, cho nên bây giờ cậu có nói mà. Cậu có nói, từ đây sắp tới, đổi mới thay màu. Cậu nói từ ngày nào đến sang ngày khác, nói đời chua chát qua đổi gay gò. Bá tánh không có lo, so đo tài của, thì giờ cùng tua mới biết thế nào. Phải đáng tu mau lập công bồi đức, sau này mặc sức hưởng ánh trời hồng. Mình có đại lòng ơn kia ngày trả, ráng đi tất cả núi rã bánh non. Thế giới không còn trắng tay tay trắng, trò nên cố gắng mình thắng chứ gì. Gấp gấp sửa đi, tu thì đắc quả, nợ nần ta trả hối hả thuyền viên. Ai nói ta điên, ta khùng cũng được, theo thầy mấy lượt nước ngược ta về. Bút mực cậu phê, đời chê nói chán, sao ngày qua tháng mới biết cậu rành. Nó súng nó dành, Nam Phương gặp chúa, bây giờ tài của nó lại say mê. Cậu nói cậu phê thì là phải chết, không bò không lết, cũng hết năm này. Nó có quấy rầy, nó có điên, có đảo, lời này ta bảo ba tanh phải nghe. Ai chở ai che, mình thôi cho được, tại ngang tại ngược làm được thế nào. Mặt úa mày sao nhìn coi cho rõ, có sừng có mỏ nó gõ liền liền. Tụi nó làm phiền ở trên thượng phụ, năm mẹo rồi hú dần nọ lôi liệt. Kết thúc thiện duyên trò hay rồi biết, thôi về dạ điếc nước kiệt nhà an. Bạch hổ trong hang trường ra câu xe, biết đâu mà nẻ, biết ghé ở đâu. Khắp quả địa cầu từ đây rỗng điệp, đánh thôi không kịp mớ kiếp tiêu tàn. Do lệnh Phượng Hoàng cầm chầu cho nó, sống đi đừng bỏ màng lốt thế nào. Coi ai anh hào đặng ra cụ thế, ai làm hoàng đế cai trị ngôi vương, ai chánh ai thường, ai đường ai tin. Đừng để bụi dính mới rõ nghe không. Về rửa linh hồn xác thân trong trăng, cậu nói cố gắng hưởng đặng long qua ngày ấy không xa. Trời ơi nhìn kỹ tại kia rên rỉ tiếng của thần dân. Cậu muốn bỏ trần, cậu về cho rảnh, nhưng mà còn lanh giao hội quan âm. Nên mới thì thầm đến đây thăm viếng, thơ đề phổ biến cậu mới ban cho. Vào của bi to đừng lo chi uổng, có chiều có chuộng cũng muộn hết rồi. Đang đứng đang ngồi ngã dài mà chết, thấy là phải hết trừng trị thắng tay. Chúa muốn lập ngày Phật đài xuất hiện,
thì là phương tiện tẩy sạch địa cầu. Cậu nói từng câu trở nên lẫm lập, ai là ngừng giặc nhìn kỹ coi ai ở trong hay ngoài, không tu không thấy đừng nên làm quấy, thì thấy Phật tiên cố gắng làm hiền chứng biên tỏ rõ. Từ đây đừng bỏ, cậu chỉ nhiều đàn, hơn bạc hơn vàng hơn muôn hơn triệu, khổ đau ráng chịu thay đổi bây giờ. Nếu mịt như mờ du minh che phủ thì chắc hưởng đủ, bẩn trượt hôi tanh chắc nước xúm dành ngôi tiên Phật bao. Ô hô người đạo, ráng thảo ráng ngay, tấm sơn lố đài nay mai nhìn thấy, thấy thôi lừng lấy Phật pháp ban tròn. Tài bạc của o ngôi tiên cửa thanh, bỏ đi phàm tánh mới thấy Phật thần, bỏ cảnh dương trần về tiên mà ở đây là chỗ nở bản sở Như Lai. Nói đêm nói hoài, nói ngày nói tháng, nói đời cho chán, cho chát cho chua, còn đánh còn thua, còn chua còn tử. Thôi rồi đừng dự nghe cậu thiết, ánh nguyệt dương minh đời đâu có biết, bài này cậu viết đoạn tiệc đời rồi, ráng về mà ngồi ôi thôi quý giá, cậu nương tòng ba ở chỗ rừng tàn. Trò có bước sang thì là lời hiểu, đòn kia đúng điệu qua nọ gần khai kết, luận môn bài kèo xưa danh mộc, cậu khổ trần trọc không biết là bao. Kêu hết đồng bào ở làng Phú Thận giờ này cho xứng mới đứng Long Hoàng, dù có ở xa mà gần ta đó, còn nó đứng ngó ta thấy muôn trùng bóng bẫy chập trùng kiết khung thấy sợ. Cậu không thiếu nợ ba tánh hồng trần, cậu phải giả bần lang thang xin xỏ. Thôi được rồi, cậu xin nói với tất cả đồng đạo và bổn đạo ở đây phải ráng cố gắng. Trong cuối tuần, cuối màn, cuối lớp rồi mà cậu còn nói như vậy là cậu cãi lệnh trời. Mong quý vị thuần thục tu hành, sớm quay về cửa Phật, trực giảng Tây Phương theo đức ngài, ráng quán xét kỹ lưỡng, ráng điều nghiên bộ máy của mình, ráng tỉnh lại đi, tỉnh hồn, tỉnh vía lại đi, để thấy hội thông qua, để thấy ngài xuất hiện. Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn sang trọng, nhưng cái sự sang trọng phải có mục đích, phải có nguyên nhân, phải làm sao ta mới sang trọng được. Muốn thấy Phật phải làm sao mới thấy được, công phu khó mọn lắm. Đồng đào, nghe lời cậu đi, đừng lê thế nữa. Hôm nay cậu nhắc đạo, trong đây bổn đạo giống ở dòng bổ sơn, nghe cho rõ từng cơn mới hiểu, nghe lời ngài đúng điệu di âm, về đi kinh kể âm thầm, sớm chiều rảo bước chân thầm lý thiên, bỏ tánh chất mơ quyền mộng ảo, bỏ tánh thân xúc xảo đa mô, ngày nay biến lại mình tu thì là vẹt ánh mây mù ngày xưa. Thảo giới ngay sớm trưa mới đắc, hiền dở lành Phật dắt cho về, chữ trung kiên an tịnh bồ đề, lòng trực giảng thầy phê chiếu chỉ, trò phải hiểu cuối rồi niên kỷ, mài gươm lòng phung phí đấu tranh, chiếm khoa trường do hỡi công danh, do đồng đạo phân tranh chỉ bao. Ta biết được giờ này ta bảo ráng đi, trò chứ đạo là vàng, học hành rồi khổ cực chớ than, sau coi Phật mở màn quá hồi, sống để coi nay mai nhiều nỗi sức hiện cơ, nhạc trỗi lùm trời làm quỷ ma tiêu diệt, tới bờ quỳ cầu Phật mới thời sống sót, vợ con cầu từ bi dịu ngọt cho thị thờ giáo lý đạm tràng. Mà người đời không biết không màng, sao tìm kiếm giấy vàng tơi tả, nhắc cho người xa lìa cặn bã, nhắc cho đời rồng trả nói theo, chữ gương xưa dù đắm ly nghèo,
thành khổ não ta gieo giống thuyền. Pháp tâm đó ngày nay xuất hiện cảnh trang hoàng phương tiện cho trần. Người điêu hoa khó phụ báo ân, phải mất kiếp chôn dần cho bụi. Thôi cậu dặn giờ này trong bụi lắm mà nghe ắt chú khi ngày tàn. Thành dư si dinh nhục đừng than, sống coi Phật mở màn sắp tới. Nghiệp nặng quá nhưng thôi vì bởi nó cản ngăn không tới mức nào. Phải cầu xin thầy đổ cho mau, cảnh lợi lạ sang giàu không kể. Trò ngồi đi nghe đây cậu kể, chí thuyền làng bóng xế còn lưu. Tên bia danh tạc để ngày nào, người hiệp sĩ hùng hào diễn tướng. Bóng từ bi nay ta sống gường, Phúc Di Đà ta mượn đường về. Chúc đạo tâm an dưỡng Bồ Đề, thanh tịnh nghị sứ mê xóa bỏ. Cầu xin nhắc thêm điều này cho tất cả các vị đều là bổn đạo đồng đạo, tất cả chung ở đây phải cố gắng thần thành kiểm si mình kỹ lưỡng trước khi hành động. Muốn xuất phát điều gì nói ra cũng uống lữ ba lần, và ngăn ngừa tất cả đám tà tặc quỷ ma khi nó không xa lạ gì ta đâu. Nếu ta muốn về Phật thì ta phải có một thủ đoạn lớn, ta phải tham ô tài sản của tất cả mới về Phật được. Vì tài sản bản thân ta, ta tham thuyền quán tưởng, thấy không? Đó, cầu xin nhắc lại cho quý vị, Phật cũng tham, Phật cũng dành quyền lợi thủ đoạn độc tài, nhưng mà độc tài để đem quý vị về của Phật. Danh là muốn bản hổ danh đề quý vị, chốn hội trường long qua, cướp quý vị là cướp dân Phật, chứ không có cướp tiền cướp của thế gian, quý vị hiểu được chưa? Còn chiến đấu dùng gươm trí huệ này để chặt tà tâm dâm dục tình tự nhiều đời lục dục thất tình của quý vị đó, để cướp tất cả linh hồn tư tưởng trực giảng Tây Phương, quý vị có hiểu chưa? Vì là đó cho nên đâu phải đó là xấu khổ đâu quý vị. Ráng thêm cậu dặn một lần, và hy sinh của mình dù có chết cũng không sao, kiên cường nhẫn nại, xem mình không có ra gì. Tất cả ở đây cũng vậy, ta làm sao có một linh hồn tuyệt báu, ta sống với cảnh giới Như Lai an trang mầu nhiệm khi ta còn ở đây, mà kể như mất. Khi ta đóng kịch sân khấu một diễn viên cho xuất sắc, là một vai trò, là một học trò có thượng ngôn của đức thầy cho xứng đáng trong buổi này mới được. Ta tôn ta lòng Phật đi, làm thần tiên thánh đi, đừng hạ cấp quá. Tại mình làm vua, làm chúa, làm thầy, làm bà, làm quán, làm quân, làm Phật, làm tiên, nhưng làm một chút thôi à. Bây giờ ta phải làm Phật vĩnh viễn, đình thu, không còn làm phàm nữa. Đắc quả gì về cõi tình, quý vị bỏ hết đi rồi quý vị ngồi yên tĩnh đi, nhàn vô nơi cửa Phật mà. Suốt cả năm tháng dạng dài cậu miệt mài xôi kính nấu sư, học trò ơi hai chữ từ bi, trò về kiếm lại mau đi, buổi này cậu dặn là lâm nguy bớ trò. Ngồi dạy đạo nhưng cậu còn lo ma dữ quỷ, cậu dạy tình đời trong thế kỷ trắng tay. Chịu buồn nước mắt Như Lai, cậu buồn nước mắt lệ dài chưa ngưng. Tiếng của cậu vang rừng sơn báo, tiếng cậu la là giải bảo không trung. Ngày sau thầy hiện ngày cùng, thấy chưa bốn biển trùng trùng ngó qua. Về tỉnh lại đi đồng đạo ơi, để xóa bỏ quỷ ma tâm phàm tục tử của ta ngày nào. Theo Phật Pháp phải ngăn rào đó ngõ từng tử giờ, đừng bỏ phút giây. Quỷ ma tà đạo gần thầy, nó còn phải báo canh chày nào yên. Quý trò ráng thường xuyên tâm kính niệm, mất sắc thân khó kiếm được rồi, hội long hoa nảy nở ôi thôi. Mong bổn đạo được ngồi xem tiên Phật, ráng đi đạo xa lìa vật chất, ổ đời trò nghèo xíu bậc thánh tiên. Tại chúng sanh không chịu làm hiền, thầy trực tiếp chiếc tiền đại đạo.
tại chúng sanh không ai không thảo, lực kinh đề thầy dạy báo không tin. Tại chúng sanh không tấm không tình, không ngưỡng mộ thần linh Phật hiền. Tại chúng sanh người hay làm biếm, không thẳng đường rời trở lại Phật gia. Tại chúng sanh không nói gốc Di Đà thiền đại đạo thầy mà còn lái. Tại chúng sanh còn hay ý lại, mượn cõi trần mà nguy hại không hay. Cho nên làm quay rầy thầy, cho nên buồn tham giờ này mở lối. Đồng đạo ráng đi phối phối cơn sầu muộn, về nhà đi miếng ruộng kia kìa, dọn dẹp xong rồi hãy rẽ chia, trồng gieo cây bồ đề sau hương. Điểm thanh tịnh ta là huynh trưởng, dạy đoàn em dung dưỡng tội từ. Cậu xuống đây cậu chịu cảnh ác ư, mong tất cả đại từ tha thứ tội. Chốn Tây phương nhàn du nhiều nỗi, cậu không ở được thiên thiền, cậu lắm xuống nay mai. Buổi chiều phú thuận ra bài, thuyền môn đóng cửa bớ trần ai còn gì. Biết sự khổ cậu hoằng thi giáo đạo, tại chúng sanh còn sốc xảo đa mưu. Gây chi nấy hận mấy thù, làm cho cửa Phật mở lũ không về. Ta đã nói trước chỉnh tề đâu ra đó, tại cuộc đời xóa bỏ không thèm. Phật Thánh Tiên đang đứng bên rèm, chỉ giáo lý lại kèm thêm ngay thảo hiu. Giờ đây thôi ta này dạy biểu, ráng nghe lời rồi đúng điệu đờn đau. Đờn kêu bốn biển lắm nhau, năm châu rồi thấy anh hào ở đâu. Đờn kêu bốn biển năm châu, cầu về ngữ tỏ địa cầu không trung. Đờn kêu đức cầu điên khùng, đờn kêu bốn biển mấy dùng tha phương. Đờn kêu cầu trắng phô trương, rừng tòng thanh tịnh gió sương buổi chiều. Đơn trời cậu lại buồn yêu, đơn kia mà cậu khái sắp tiêu hồng trần. Đơn kia qua hồi được gần, cậu về ấn gian rừng tầng thiên liêng. Đơn kêu thế sự không hiền, đơn kêu ba tánh cầu nguyện làm chi. Cấu đơn sắp phải gian nguy, ngũ châu chiến đông còn gì dân ơi. Đơn kêu ba tánh ta tới, bệnh thôi mà chật đất chứ chật trời ốm ghê. Đơn kêu năm mẻo sắp kề, thần tiên phối hợp chính tề gian nguy. Sự phân trần hạ đúng kỳ, Phật ra mà tế độ của nguy trần đường. Đơn kêu sắp có vua dương, trị an lạc quốc khai đường cho dân. Đơn kêu yểm phụ nghinh thân, đơn kêu sống thấy Phật thần ở đâu. Đơn kêu bốn biển năm châu, trùng trùng điệp điệp về Âu tìm ngài. Đơn kêu như kẻ ăn mày, tiền kia mà không nhận được Phật ở đài không cho. Đơn kêu bạc lượng đầy kho, sắp đây thành bụi thành tro cấp kỳ. Đờn kêu quỷ mỹ cu lì, ta chỉ cho biết bạc chì lộn nhau. Đờn kêu Phật xuống Nam Trào, quá trang hành khất ngày nào xin ăn. Đờn kêu mê đó bỏ đâm, đờn kêu mê anh dần trăng sáng ngời. Đơn kêu lạnh lạc thanh bơi, cậu đơn đôi khúc khi ngôi trời gần xa. Đơn kêu khai mở lòng hoa, Chúa về cai trị nước nhà phục nguyên. Đơn kêu năm số chân nhiên, năm dần nổi giặc tứ phiên trùng trùng. Đơn kêu xứng phá xứng hùng, mấy nành mấy vuốt ngày cùng gãy thôi.
đơn kêu có tướng thiên lôi của trời say xuống làm tôi bối trần đơn kêu lập lại đài thần đơn kêu mà ba cánh năm dần mới nguy đơn kêu không biết lối đi bệnh gì mà nhiều bệnh chứ gì kỳ thiết chứ cầu đơn khôi phục chứ nam dân phải qua khúc biển chứ giang hà mới xong đơn kêu năm số long đông trâu cài ngựa cưới chú ông kêu trời đói đau khóc cả nơi nơi tiền không mà dính túi tới bời tiêu tan chừng đó mới biết khổ mang mới biết ai vé ai gian cơ đồ đơn kêu đạo hạnh không thôi thánh thần mà tra khảo cho trầm trồ làm thế đơn kêu trùng lửa phương phi đốt thiêu trần hạ còn chi bớ trần đơn kêu ráng báo phụ ấm ta về mà kiểm diệt cho hồng trần ngày nay đơn kêu thập nhị hoài đúng năm con mèo mà đất đai lập đồi đơn kêu bá tánh giang ngồi cọp hùm mà tê tưởng mà nó hồi phóng ra đơn kêu còn chỉ mảnh da ruột kia mà moi hết chứ vậy mà còn đâu chứ ta đờn ta lại chứ bắt đầu đờn kêu mà bốn bể ngủ châu chứ la làng tiểu thôi ức triệu chứ của vàng trói trời mà như đó nó mới hàng dân ơi chứ cầu trời khẩn phật nơi mới mới còn mà tồn tại mà thảnh thơi xác trần nước cả nam thầy dựng chứ đại thần mười kia mà còn bái chứ quy lần cao siêu làm cho nước khác chứ ít có nhiều nó qua mà nó lại chứ tiên triều lĩnh vua chứ nước nào mà nước nấy chứ cũng tua đem ra mà tài phép hơn thua sân trường mà ta thấy rồi ta đoạn trường nói cho mà dân biết thông thường nghe dân từ ngày rời bỏ chứ âm tầng hạ sang xuống thế tay lần hột châu chứ dân nào mà có biết chứ đâu đâu khi già khi trẻ mà từng cậu phóng lường mà ta đi khắp phố cùng phường thấy đây mà nhiều nỗi chứ đoạn trường gian cớ chứ ngồi buồn lật bản đồ thơ xem trong mà thế sự chứ hiện giờ bó tay nói trong rồi lái nói hoài mà ngoài nói mãi nói hoài dân chúng không nghe chúng sanh còn để chứ chữ về đây rồi sắp tới mùa hè chứ bó tay có khô trong rồi lại chứ khô hoài trâu kia mà đói khát chứ trâu cài được đâu đói đau bệnh tật xỏ sâu lấy ai mà cứu chứ năm trâu kịp kỳ nói cho cô bác phân ly mà đừng nghĩ chuyện gì mà sai lực phật tiên thì là nỗi hậu cho tùng quyền mới xem mà qua hội chứ tại truyền tất sơn lấy trời lấy phật làm ơn cứu người lương thiện chứ qua cơn não nồng diệt đi cây thứ không trồng mà diệt đồ ma quỷ mà đại đồng chứ sự phân chứ lại cầu mà trời phật thánh thần cứu cho mà nhân loại mà người dân cho hiền lành lấy cầu trời phật phân danh cầu cho sớm dứt chiến tranh cái nam đường đặng đem thiện chí thiện lương mà đặng về cõi phật mà vua ở dương ban lành nói ở ra giáo lý rành rành cầu từ sơn đánh chứ ngon ngành lâm sáng mà bủ sơn thất tử rõ ràng cầu cùng mà cắt bậc mà cắt hàng chứ chỉnh phế chứ xuống trần mà ba tánh cự chế cầu đâu có ngại rồi cậu về chứ ăn nơi thấy đời nói vậy mà chơi chuẩn bị tư thế cho phật trời phạt răng chứ hiện giờ thương kẻ chứ có cấm hiền từ mà nhân lợi chứ khó khăn đói nghèo ta từng quá khúc vĩnh yêu có ai mà được chứ nghèo như ta chứ nghèo nàn mà có ma mà có ông bồ tát mà có bà chứ quan âm ra đi có diệu chứ có thâm có ông di lạc mà tay cầm đầy thống có thầy mà chứng quả chứ đại đồng ta nghèo như vậy mà giống dòng khinh sao từ đây gan ruột quặn đau năm dần mà rồi biết chứ sớm mà sao chứ rùm trời đảo điên mà điên đảo chứ cơi trời làm cho mà sinh chung tơi bời tiêu tan
Trí Minh đâu có lưng bàn lót quần lót dài mà cơ hàng thiết ta mà lót đau lót đói chứ kia cả cả làng mà điên hết mà cả nhà chứ héo khô chừng đó ai lại bày phô ta điên mà ta nói được ta vô đâu rồi. Nhìn đi đồng đạo chứ than ơi ta về đôi chút cuốn lôi chứ làm gì. Nam mô ngay chữ mà từ bi mà bạch cùng đức Phật mà ta đi xuống trần. Ta xuống không biết bao lần mà ai có rõ. Vậy thời đâu đâu chứ buồn thời ta lại chứ giúp đâu. Nói cho mà cô bác chứ năm châu chứ giật mình. Còn ba tiếng sấm nổ lên bảy ngày mà đêm tối thân hình cho tiêu tan làm cho chuyển động chứ banh hang mà đĩa cầu còn rã mà của vàng để chứ nói ra chi xiết lâm nguyên chuẩn bị đi quý vị cho chị thì gần khai năm trâu phải chịu ăn mày đói đau khát nước mà bị ai rùm trời giết nhau chết chóc chứ tơ bờ nó đâu mà có sợ gì trời lịnh ra. Nói rồi anh chị chứ chú bà phải cầm mà miệng lại chứ hải hà dòng châu đặng ta niệm Phật kinh thâu Phật cho ta được sống lâu coi đời mà nếu ai chống phá lại trời thì là hồn vía tơ bờ nát tan thì này bà tanh chứ rụi tàn trời nã mà thay đổi chứ khai màn Phật tiên nói cho bà tanh chứ tư phiên hiểu rồi mà đức cậu phải làm hiền nghe không. Đóng lòng Phật mẫu chí tôn mà hạ trần giáng bút ru hồn quan dân cầu xin mà trả báo phụ ân. Nói cho mà cô bác với kẻ thân người nào buổi chiều gan ruột chứ cậu đau. Nói gì ba tánh cho đồng bào ngày nay chứ nói rồi cũng phải trắng tay nợ nần mà qua xá mà ngày mai đâu còn. Từ đây sắc thép cũng mòn trời tru mà đất diệt không còn mũi tính ta đây dương lĩnh mới thiên đình kiểm tra mà lòng đạo mà viên minh thế nào đặng đêm giữ hội qua trào thấy thần mà tiên Phật chứ ngày nào thưởng ban từ đây ba tánh chứ như vàng nếu ai mà đắc quả mà về tràn báo châu chứ còn người quỷ mỹ tà trâu bị ma mà có phết mới nó thâu huỳnh thiền. Nếu ai đúng bực chứ căn duyên thì giờ mau ráng cái lên thiền cậu đưa chứ sống trời dập tới mây mưa mới đâu còn gì nữa mà sống chưa đợi chờ. Ta biết mà đời mà còn mơ mơ ta mà trở lại mà ngọn cờ ngày xưa bá gia ba tánh mau chưa thấy trời mà như vậy sao chưa giật mình thấy rồi ta lại mới thất kinh ta muốn mà quỳ lại mà thiên đình biết bao. Từ khi rời khỏi cung đài sơn bồng không ngữ mà trần ai phiến đời từ khi lìa bỏ nơi nơi sơn khê mà không ở chứ lắm ở đời gian nguy tại ai mà ta khổ vậy thì tại đời mà chưa tỉnh tu mi cho rồi cho nên ta chẳng chứ đứng ngồi phải kêu mà bà tanh cho phủi rồi cho mau kêu hoài kêu mãi với lao đao dân đâu mà nghĩ tướng cái đồng bào nào tin còn ba tiếng sấm khai minh Phật tiên mà lỗ dạng nguyên hình nghe không từ đó mất xác mất hồn khủng khiếp mà nhìn thấy xác hồn tiêu tan thấy Phật mà hiện xuống cho rõ ràng Phật lập mà dĩ Phật chứ qua tràn gần khai ta đây nói một không hai giống dòng mà sơn vũ mà thọ lai phúc trình về đi tất cả chúng sinh mày gom trí huệ mình minh chứ xem đời một viên ngọc sáng chứ nơi nơi lưu lại mà đời cổ mà chiều hơi đồng bào nói đây cái miệng bào hao sợ trời mà trừng phạt mà làm sao bớ tròn vì thương tha mới nói cho sửa mình khúc vĩnh chứ quanh co trong đời khổ đau sắp lĩ chứ người ơi tránh đâu mà cho khỏi Phật trời phạt lắm chứ kinh lưng sông tối ráng hằng hằng đi mà nhất một khó khăn cũng liền. Tôi nói cho tất cả ở đây tất cả đồng đạo đều sự ăn vui cảnh tỉnh trong một buổi chiều ở Phú Thuận cậu tâm sự bí quyết với tất cả đồng đạo là một hơi thở cuối cùng một lời trăn trối của tất cả các bậc vị lâm phàm mượn sắc thân khai ngộ. Mong tất cả chư quý vị đạo tâm của ba tín đồ Phật giáo ráng an ủi mình tự suy nghĩ xét lại mình để cố lưu loát lại dòng thơ lưu truyền trong một buổi này để sau hậu thế bi truyền danh ta bia tạc.
Vì trong ngày này đã khác thế kỷ, không còn như hồi xưa nữa. Mình phải học trong trường lớp mới tất cả hồ sơ bản thể mới hết để chuẩn bị tư thế mà coi trong năm sủ này sẽ quyết được. Quý vị sao thấy tất cả đều phải ra mặt. Tới năm dần binh đao khói lửa ngập tràn tứ phiên giặc loạn hơn mới mở màn long qua. Năm mẹo coi chừng chữ chúa thánh mới sao. Thì quý vị cứ thấy khai lộ chứ không biết chừng nào. Đó là cậu nói láo gì nghe một ít thôi chứ cũng không biết như thế nào nữa. Quý vị thấy nay có mấy năm mà thấy cơ đồ này chưa thay đổi một cách.